Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em xin giới thiệu chi tiết nội tạng của một dòng loa HZ Audio như các bác nhé. Dòng này có mã là T10. T10 là nó chạy bass 25 và một tép kèn. Đây là một chiếc loa em đã tháo sẵn ra, mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Sản phẩm HZ Audio với lưới sắt và bên trong bọc lỉ, với một chiếc loa vẫn còn nguyên mộc thì bên em mới về, thì em để nguyên mộc em làm video để gửi đến các bác được xem chi tiết nội tạng của sản phẩm HZ Audio. Và các bác nào có nhu cầu thì cứ hãy alo cho Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 3 9. Và đây là một chiếc bát loa 25 và một chiếc tép kèn. Với cấu hình của dòng loa HZ Audio T10 này thì nó rất khủng nhá. Đây là một chiếc bát bên em đã tháo sẵn ra để cho các bác được chiêm ngưỡng. Đây là với gân nhá, gân đều được gân vải tẩm dầu, là nó vẫn còn ướt thanh ánh nhá các bác nhá. Với chất màng siêu nhẹ, màng xốp này thì với chất âm của nó phát ra thì nó rất hay nhá các bác nhá. Dòng này các bác dùng để hát karaoke thì nó là một dòng loa rất đỉnh cao rồi. Đây ạ, với cấu hình củ từ màu đen rất to nhá, với bộ xương đúc thì là kinh khủng rồi. Với dòng loa này nó chạy côn 63 và với lớp nhận thì màu vàng nhá, nguyên bản của nhà sản xuất, với những lớp những cái cọc loa vẫn còn vàng óng lên, và những cái lớp những cái dâu loa là dâu chịu nhiệt độ cao. Dâu này cực bền, siêu bền này, quá chất lượng luôn nhé. Với một sản phẩm của HZ Audio thì lúc nào nó là quá chất lượng, và có những điều đặc biệt hơn nữa các bác sẽ được đón xem ngay sau đây. Ở đây có một chiếc tép thì nó là tép kèn rồi. Tép kèn này nó chạy 44 thì chất âm của nó là rất chỉ là hay rồi. Đây ạ, vẫn còn nguyên bản nhá. Nguyên bụi bẩn của bãi nhá các bác nhá. Và đây, điều đặc biệt đáng ngờ khi bác nào muốn sở hữu những sản phẩm HZ Audio. Vì sao nó bất ngờ nhá các bác nhá. Đây ạ. Với một mảng phân tần đây em quay cho các bác xem nhá. Đây. To như thuyền vỏ luôn này, mời các bác xem này. Đây em đo một này rất to nhé, một găng tay của em là mới soạn rộng hết ra mình hết này. Với phần thân tần thì kinh khủng luôn, và đặc biệt của dòng HZ Audio này có mã T10 này, nó chạy đến 3 phân tần nên là tiếng của nó lọc cực sạch luôn nhé các bác nhé. Các giải bát và giải tép thì nó là lọc chi tiết quá sáng tiếng nhé, mà rất hay. Đây ạ, các sản phẩm hàng vải xịn thì đã được qua sử dụng thì những cái lớp bông này nó cũng chuyển sang màu vàng. Những lớp bông này nó chuyển màu thì nó không bao giờ ảnh hưởng một cái gì. Và với những sản phẩm xịn của dòng HZ thì đây các bác nhìn những lớp dây nó kinh khủng luôn, dây to và được tráng kiếp nhé. Đó, tiếp đầu dây loa đây ạ, quá kinh khủng luôn. Đây là một chiếc loa nhé, rất thon gọn nhé các bác nhé. Với khi lắp ráp vào thì có cực gọn luôn, mời các bác xem nhé. Đây ạ. Để em đo chiều cao này, 1 gang, 2 gang, nó chỉ 2 gang là 4-6 đi, 6 cộng này nó chỉ rơi vào khoảng 50 á, cao 50. Và độ sâu thì nó sâu khoảng 30. Chiều mặt thì gọn tối đa rồi. Chiều mặt thì nó chỉ rơi vào khoảng 27 thôi. Cực gọn luôn. Với sản phẩm này các bác phối ghép với các làm loa lời cũng hay, mà các bác dùng trực tiếp một loa này các bác hát karaoke cũng rất tuyệt vời. Đây ạ, đây là một chiếc hậu loa của dòng HZ Audio có mã là T10 nhé các bác nhé. Công suất của dòng loa này nó cũng rất lớn nhé, 250W và trở kháng là 8 ohm.
điều đặc biệt hơn nữa là độ nhạy cực nhạy luôn, 96 decibel. Bình thường những loa nó chỉ dao động khoảng 92 đến 94, nhưng với dòng HZ này thì nó dao động lên đến tận 96 decibel, độ nhạy cực nhạy luôn. Và với trọng lượng của dòng loa này nó là 16 kg. Đây ạ. Các bác hãy lên trang chủ của dòng HZ Audio.com cho các bác nhé. Dòng xịn, dòng này thì chất âm nó là quá ngọt, quá hay luôn. Vâng. Và em cũng xin giới thiệu sơ qua các sản phẩm bên em cung cấp. Bên em có rất nhiều các sản phẩm nhé. Đây là những sản phẩm đầy, những sản phẩm là đầy vải xịn nhé. Bên em rất rất nhiều luôn. Còn nguyên mộc bên em cứ để như này. Các bác nào mua sản phẩm nào thì em sẽ cho anh em thông vệ sinh. Và đây là những sản phẩm, đây là những đôi loa mới được bao trùm sơ qua. Đây là những dòng thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, Audio Center, màu trắng và màu đen. Bên em đủ mã nhé, 80 này, PF8 này, PF10 và PF12 và PF15, bên em đủ hết. Đây là bát 20, bát 25, bát 30 và bát 40, bên em rất nhiều nhé. Và đây là những sản phẩm của dòng loa vải Martin sở hữu bát 50 tép kèn, đủ các loại, đây mới Mi AK, rất nhiều các sản phẩm BMB hay những cái loa tay, loa lời bên em cực nhiều. Đây là khu trưng bày sản phẩm mẫu của bên em thôi, đó, rất rất nhiều luôn. Và đây những sản phẩm B3 thùng nhựa nhé, dòng này sở hữu bát 40, giá rất êm, giá là chỉ rơi vào tầm khoảng 1 triệu hơn một chút thôi. Đây là những chiếc loa HZ40 nha các bác nhé. Có mã là xong rồi, đó là những cái trước em còn là được loa HZ40, quá kinh khủng luôn. Đây các sản phẩm CF này, B3 CF rất nhiều nhé. CF40 số lượng bên em rất nhiều. Thùng loa bên em đang cho anh em thợ tháo ra để thay những chiếc gân của dòng loa Brodio. Như dòng loa Brodio thì nó rất hay rồi, từ Nhật Bản các bác cũng đã biết rất rất nhiều. Bên em thì hàng vài mẫu cũng đi phải luồn lách thì mới đi được vào bên trong. Đó là các sản phẩm hay là những cục xúc hơi, xúc điện bên em rất rất nhiều. Hàng bày ngủ ngang. Đây là những sản phẩm BMB 850, những cặp loa audio king. Đây là những cặp loa DAM 1000X nhé, loa 3G, loa CF, loa Party Hall. Với số lượng thì bên em lúc nào rất rất nhiều. Đây cặp loa 3G audio sở hữu bát 25, có cả 3G audio sở hữu bát 30 trắng, và những thùng loa xe dòng này giá em bát 30 giá có dao động khoảng 7 triệu đồng luôn. Rất rất nhiều các sản phẩm bên em luôn. Đây là cái sản phẩm loa B3 C5 12 nhé. Bên em số lượng lúc nào có sẵn. Và xem lẫn đó là những quả loa kia là của B3 X15i, hàng vải xịn nhé. Bên em số lượng thì nó là kinh khủng hơn. Đây là những cặp loa BMB, hàng vải xịn 202C nhé. Dòng này về chất âm của nó là nó còn hay hơn cả dòng BMB 5000C, bên em dám khẳng định như thế, chất âm nó là quá tuyệt vời rồi đấy, hàng vải luôn. Đây này, BMB 202C. Đây là những sản phẩm loa DK King, nó bị bong chiếc mác vẫn còn chữ DK này. Đây là
DK nhé các bác nhé, DK KH12 dòng này sở hữu bát 30 và một tép tép can neo nhé, có một loại tép thường nhé, nên em đầy đủ các mặt. Bác nào thích các sản phẩm nào thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để được cập nhật tất cả những video sớm nhất khi bên em đưa lên. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.